sáng 12 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy và thành ủy. Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng ngành nội chính đảng vừa tích cực phòng tránh dịch hiệu quả, thích đứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành các chương trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, nổi bật là đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó đã tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, bản lĩnh quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắt để nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, không dừng không nghỉ tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năm 2021, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp tham mưu các cấp ủy chỉ đạo xử lý 476 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Phát biểu kết luận hội nghị, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị ngành nội chính đảng trong năm 2022 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt, để nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực, kinh tế đã khởi tố tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán để kịp thời phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai tài nguyên ngân sách y tế việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh covid 19 trưởng ban nội chính trung ương cũng đề nghị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế của ban nội chính trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy thành ủy xây dựng đội ngũ cán bộ nội chính trung thành liêm chính tận tụy và sáng tạo